Diệt xuất mẹ thu sang và tiết nghi xuân nè thu rồi đông tới mây tre thanh nhàn Thank you.
vì đâu đặt để lên lời phút chốc trong khiên bắc bắc nam đôi ngã mặc sự trần ai thương nguyện nô từ bằng tham đạo khách xa chung xa mãi bể đông đông sao luôn luôn thanh giá hồi tí cầu tùy tòng không say châu đệ tứ tùy tòng chư dung công chú ngự đồng châu cứu dân thanh giá hồi cùng thiết lập một tòa suối lân thiết lập một tòa châu nắm vui cảnh đi vào ra sớm chiều thanh giá hồi cùng sắc phong châu lục cũng đương vốn dòng lệnh tộc quê hương thượng tu sang
nam thanh nữ tu cùng cùng nên đua tài. Bất thường nghỉ một sớm hôm mai, tiệc đang khánh đàn bóng mây trời tối đen. Ầm 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 mì rồng nghi tôn nổi lên đi, lục lục nghi cung cung công công chúa từ thiên giáng trần. Chữ vàng châu phê danh thơm nam bắc bắc trung kỳ. Bài sáng
Thank you.
dâng lên tam bảo mười phương độ trì, tay dâng nhang niệm niệm từ bi, tam tòa thiên thánh chứng minh cho đồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạch tân la linh từ tiếng đồn khắp hết thượng du y phần làm
con báo phụ thù cha. Con ra đi bốn bề là nhà. Mi cao mấy tầng
bàn có hoa nghiêng mình dùng la bầy chim luống nghe bách nga thú quỳ tấu con chim oanh dịu dít bên lầu nghỉ bốn mùa gió mát chẳng nghĩ thay núi dùng châu bé mơ đầu gành
nguy nga. Cảnh rừng cấm đèo heo hút gió, thú nâm tuyền hoa quả tốt tươi, đèn minh đường suối lượn quanh đồi. Cây trên cây tràn ngập máu lam đền thờ châu bé trên ngàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
châu hái bông hoa. Hái hoa mà vì lên đây, biết bao nhiêu thanh đồng chờ bóng ban đêm. Biết bao nhiêu thanh đồng chờ bóng ban đêm. Thank you.
xiết bao sông cả nước chảy gì sao nhỉ. Thôi tam bào dắt dân lành bằng ngọn đuốc tiên
hoàng về hôm nay, thỉnh bóng hoàng về sớm hôm nhang khói, đèn nhang vụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đi hoàng đi chậm đồng hoàng về có phép thần thờ. Thank you.
hay chẳng còn thương nhớ chi ai mà vương vấn chi đây bầu diều tiên tay nâng chưa cạn ông bơn nỡ chia tay với bạn hồi con đây sao đành tiếng mõ ngân vàng tiếng chuông đền kêu inh ỏi vậy tay gọi các nghĩa ơi ông bơ đã tới nơi từ rất lâu rồi ngôi đền dầm hôm nay ông hoàng bơ tới lâu lâu rồi khi nông bơ rũ sạch ông mở cho đời để thanh đồng họ phùng ông đây mãi mãi được vinh hoa vốn xưa ông bơ là người vốn tình ông đồ cho bách gia chăm họ nhất là gáy họ phùng của ông đây được bốn chữ khang linh linh thọ chưa bóng trăng tròn ông hoàng bơ đi chờ bóng trăng tròn nở khi về trăm đá lặn chỉ còn bầu rượu với túi tơ thì múa theo sau đội sinh điện nở múa hát theo sau đi trước loa kèn rước ông bơ về thoải cung thanh gia mùi phong nguyệt đó là thần tiên thank you.
thỉnh bóng hoàng về sớm hôm nhang khói đèn nhang vùng thờ trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi hoàng đi chấm đồng hoàng về có phép thần thờ khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung á tích tăng cung dạng kim phục hoàng thần thần thánh chúa thiên trung vương chuộc chén ôn lòng nghe hội quỳnh tiết na chuộc nghe chén trà ôn lòng tay nâng bình bình ngọc các bạn bạn tiến dâng dâng ông chén đi và dâng nhất nhất tuần sơ dâng dâng lên điện ngọc các cô nâng mời là mời giữ ông hoàng bảy sơ Hãy
êm mùi phong nguyệt ý. À đó là tình cảnh thân tiên sáng hồ sáng hồ điều phàm. Ô tiên cảnh thân tiên duyên bảo. Ô tiên cảnh thân tiên duyên bảo. Xa còn kém xa, xa mùa xa mùa điều phàn. Ở xa còn kém xa, kém 70 phần. Ô xa còn kém xa, kém 70 phần. Giang tay hồng canh ba vào lúc giờ tí cô.
đẹp lòng cô bước nghe ra. Tin cô 11 năm trải chiếu cô chia bài, sẽ đi pháo lại tốt đứng chờ một bên. Ông gió già thổ mãn hội đồng lệnh lệnh sai, thổ mãn hội đồng vùng nghênh đón rước rước ông về về bảo hà tô đôi việc quan ra hồi cung chấn thu nghe an ni quan hoàng mười ông chấn thu nghe an. Kim Phụng Hoàng lần cận thánh chúa tiên trung vương.
gió lay xích bức manh manh đưa đường hoàng tử lộ trình từ trong xứ nghệ hoàng phố đây tiền rót chén rượu đào dâng nhất nhất tuần đi sơ dâng lên điền ngọc thì các con nâng mời là mời dứt quan hoàng mời sơi ô sơi dứt quan hoàng mời sơi bắt thể tay tiên na rót na chén rượu đào dâng nhị tuần dâng lên bệ ngọc kính vua ta mẫu để các con nâng mơ là thời dứt quan hoàng người rơi ô rơi dứt quan hoàng người rơi quỳnh quỳnh mà tiên nhị tay gió rượu mời tam tuần trùng dâng lên điện ngọc để các con nâng mời sơi á sơi giữa quan hoàng mười sự nghề
chí hoàng cùng phố đây. Ông ngự đồng họ Phùng năm nay biết bao nhiêu tuổi mà vẫn đẹp hào hoa như độ nào. Gió xuân sông Lam kia ngàn đời vẫn chảy trôi lững lờ bên đục bên trong tiệc vui ông về bốn phê sớ hồng đồ cho ghế hoàng trong nhà nước tươi màu hồng để từ nay cầu mong lương kinh bái Phật tuyên kinh nhầm lỡ mà điều chỉ con xin ông hóa phép thần thông xa cho chúng thần mặt trần nặng căn cao số cúi xin ông mười ông bán tay tiếp lộc cho toàn dân xưa ngoài ba xâm lần sang sớm cõi bờ linh nghi phong kiếm cờ xu loại sấm lăng phút tan không ngờ khai hoàn ca hạt xa theo gió nay bóng bóng về thiên nhiên trời nam sáng khí linh linh thiêng con nước non này mãi mãi được bình trong gian nghi không còn vấn vương mơ màng vì thương ghế hoàng liên quan hoàng giang lâm đàn tràng đàn tràng hôm nay đèn hoa kết nên quan hoàng giang lâm diều nồng ngất ngây trong men say với lá trầu cày tâm thành vâng lệnh vua cha
thương qua cõi trần, vâng lệnh mẫu vương hoàng già lâm dương đồng hoàng về đây ngàn hoa thơm ngát hương khói quyện bay, rằng ngày hôm nay khánh lắc chuông lay qua cao hoàng bào nhân ngọc luôn tay. Tiên viết cô thơ thần cầm mình quạt qua bước chân ra. Ngày ngày theo hầu hai nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều, đàn dân khúc năm nhi cùng dòng ca liếng lô oanh vang để lòng hoàng xiết bao niềm vui. Khi xa trốn dương gian rồi mà lòng còn luyến lưu đầy vơi. Tiệc hôm nay vui quá đi thôi, hát ca từng bừng bừng mọi nơi. Cô vô số hàng bàn tài cô.
cô kiếp lòng lòng nghề gần ni xa cho đồng nghề trên ngàn ngàn xanh ngàn ngát thỉnh cô đôi về con ngỡ Phật đi quan âm tay cô đàn đi miệng nghe hát ca ngâm đến mắt thành
thơi. Sớm dòng sườn núi tôi ngồi đầu nón. Tôi đôi ta rằng tang tích tình tang. Thank you.
cô độ cho ghế họ Phùng cùng bách gia chăm họ thoát vòng thắt vòng gian nguy nổi tiếng khoan họ khoan dô khoan phách nhất cô họ khoan dô khoan phách nhị cốt đời nhịp khoan dô khoan phách ba cô cầm chèo họ khoan dô khoan xin cô mở lái ra chèo từ cô chèo từ khoan dô khoan hàn thắt cô chèo ra khoan dô khoan tới đền phong mục họ khoan dô khoan tới nơi cô tám chèo khoan dô khoan qua dãy núi cùng khe khoan dô khoan nhấp nhô đàn ca ba khoan dô khoan dặn ta cô thiếu nữ khoan dô khoan miệng cô lại cười gì khoan dô khoan con dâng cầu vạn tuế khoan dô khoan lấy công danh cho đồng khoan dô khoan mười hai cửa khoan dô khoan cô bơ đã từng qua khoan dô khoan bắt lái cô trèo ra khoan dô khoan tới đền cây quê khoan dô khoan bóng chiều xê xê khoan dô khoan lễ vật dâng khoan khoan dô khoan bắt lái cô trèo về khoan dô khoan về đền tiết la khoan dô khoan về đền quan điều thất khoan dô khoan về đền vua cha khoan dô khoan vua cha đồng bằng khoan dô khoan quay mũi thuyền rồng khoan dô khoan xích đăng khoan dô khoan cô mưa thông khoan dô khoan một mái chèo thơ khoan dô khoan về tới đền rồng khoan dô khoan đến xinh cảnh đẹp khoan dô khoan bốn mùa phong khoan khoan dô khoan đôi tay xin cô bơ gác mái chèo bơ khoan nò dô Thánh giá hồi cùng
đệ tử con dâng bài văn tấu. Nay thì mời cô sáu sơn trang vui đền thờ công vui đền thờ cô. Có cái mọc xung xuôi mọc xung xuôi lối lên sông hoa lối lên sông hoa lối về tối về suối. Phong thượng đằng tôi linh càng thêm nức tiếng thơm danh ngày thank you.
cánh tư đốt đuốc nhi vào xa cửa rừng. Cục cục tiếng ngôn núi rừng im bặt, sức mẫu về ngự đất sang châu mẫu sai cô sáu theo hầu tinh 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 ta đây ta tinh. Thank you.
cũng mới ban ra bốn phương hội họp để đã tài ban cho tiền tốt lụa dày lộc cho nó về đây cho càng nhiều ban cho đồng dài nhật sang kiều lập cho nhiều năm ngoái năm xưa họ phùng con vì sương phùng ba mươi một người thứ hôm ba mươi một hôm dăm mười tư rồi một bầu tươi xa xin mời anh lưu lô chào cùng hót khúc ca mùa
yêu tâm hiến đủ ba phình ốc cua tôm cá không hề trọng kinh diệu tâm hiến đủ ba tuần sáu đeo gùi trên thật ương ngắm cổ cô đeo vòng bạc thật đường môi mượt mượt tóc mai già vẻ ngọc hay hay mười phương độ chỉ dâng nhang miệng thắm từ bi.
sai cô xuống nghe trần gian ngự đồng vốn sự giá ngự sau khảo sâu. Quả năm đôi hài dân cô, quả năm đôi hài cô về chứng lễ chứng tâm cho lòng thành cô về chứng lễ cho đông. Lại thương họ Phùng Quốc Thanh Đồng ở tình tình là tình ta tình à ta tình tình ta à ơi à ơi à mắt Lộc Sơn là cô chín quạt cho mắt đi Lộc Sơn là quạt đi cho là nữ trẻ ra được mình nghe an tình tăng là tình tăng tình là tình à tăng tình tình ta à ơi à sóng lăng bề an cô chín quan cho sóng lăng bề an cho trăng sáng tỏ bây mù tình tình là tình tình ta à ta tình tình ta sớm thơ
đông buông cổ thích hữu tình danh là tiến cô bé trên ngàn lừng lẫy đất đông cung đã dậy thân ngoài trăm nghìn mặt được ganh ngài ham sắc ngọc thạch tai hoàn vàng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông chiều cá vàng. Tay khơi, tay cô khơi bề bạc rừng vàng. Cô đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Cô đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Sắp mơ các tòa
Giữa giờ tí hiện hình cô bể mái, vượt lên gành thắt cái gành con, hắt chèm bắt bắt nhịp hò khoan tí. Thank you.
Xong tôi hôm qua, xong tôi hôm qua, trăng thành gió
mát cổng tôi bỏ cửa sang chơi dàn
cậu uống chén rượu, cậu đánh ván cờ là cờ cao thật là cao, tính tính tay tiên các cô rót chén rượu nào. Dâng nhất tuần này sơ dâng lên điện ngọc, các cô nâng mời là mời giúp cậu hoàng bé sơi. Tay dâng tay tiên rót chén rượu đào, dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời cậu sơi. Các cô rót đi chén rượu đào, dâng tam quân là chúng dâng lên điện ngọc đào mời rước cộng hòa sơi. Ba chén rượu đầy bữa tiệc hôm nay, ba chén rượu trông lên trời ba sao vàng vàng vàng. Có mấy ai lên rằng là lên, có mấy ai lên, ai lên cũng nghi chắc chắc, ai lên cũng nguyện cho cậu bé tôi nhận người gái ông trắng già. Cô thì díu dít, cô thì tíu tít, cô lại còn quấn quýt quên cả việc đi hai đảo la ra. Các cô ra mà xem, các cô ra mà xem, các cô ra mà xem, cô thì díu ra, cô thì díu dít quên cả việc đi hai đảo. Cô 8, cô 9, cô 10, cô 11, 12 là bông bông cánh bông hoa thơm, cánh bông hoa thơm, cánh bông hoa thơm, bông nào đẹp nhất, bông hoa nào to nhất, cậu cài lên đi ba công đồng. Chữ nước cộng về ngự vui sa đoàn thanh giá hồi cung. Chim oanh diêu dít bên lầu, phượng hoàng tung cánh về trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành ý an. Một đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo,
đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng.